Elena đang chơi tô màu đó cô chú. Rất là thích chơi tô màu. Xin chào mọi người, xin chào tất cả. Giỏi. Xin chào mọi người, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hỏi cô chú có khỏe không? Cô chú khỏe không? Ok đại Linh, em chưa có biết tô màu đâu con, để em vẽ đi, để em vẽ ra cũng được. On the picture like this. Elena tô màu take đại a thôi blue mọi one người. First. Không, màu vàng ở ngoài đây chứ. Okay. Tại vì hình của Elena rất là phức tạp này. Đó mà Elena còn nhỏ nên để Elena tự tô. Hình của Brandon thì con cáo. Con tô đi. Màu nào cũng được. Papa always sleep. Papa make a siphon. Yeah, okay. Color number, Seven. Seven. And color. Trên cái màu này nó có số này mọi người. Đó, ở trên cái bảng vẽ nó cũng có số, là mình dựa vào cái số ở trên cái màu đó, mình tô trên cái bảng vẽ. Rồi đây cũng là 7 này con tô ở đây nữa. Ok. Tô xuống. Rồi tô đi rồi chút nữa mẹ khoe với cô chú thành phẩm của Brandon và Elena nha. Mọi người ơi, hôm nay hai vợ chồng Vân sẽ vào bếp nấu cái món vịt kho Hải Nam. Thì ở đây á, đây là thảo mộc dùng để nấu cái món súp đó các bạn. Củ mai này, củ mai hay cũng gọi là hoài sơn, là quế, hoa hồi, đảng sâm, đây là ngọc trúc này, câu kỷ tử, đây là hoàng kỳ, và một chút cái bông này là bông gì Vân cũng không có biết tên mọi người. Đây là các cái loại thảo mộc dùng để nấu cái món súp Hải Nam. Súp này thì mình có thể nấu, cái gốc của nó là nấu chung với lại thịt dê, nhưng mà mình có thể nấu với vịt hoặc là bò cũng rất là ngon. Thì hôm nay á, Vân nấu chung với vịt. Vịt này á, là Vân mua nguyên con khoảng 13 đô Singapore. Ông xã Vân đã chặt ra và luộc sơ qua. Mình bắt nồi nước lên rồi cho hết tất cả các cái thảo mộc vô trước. Còn cái này á, câu kỷ tử thì mình cho sâu các bạn. Cái này là chao, thành phần không thể thiếu khi mà làm cái món này các bạn. Chao này á, nó màu đỏ đỏ. Màu đỏ. Và bây giờ ông xã Vân sẽ tiến hành xào vịt. Đây là vịt lúc nãy mình luộc sơ rồi, bây giờ mình xào qua một lần nữa. Cái này là đậu hũ mà người ta cán mỏng, người ta cuốn thành que và phơi khô đó các bạn.
trước khi nấu thì mình sẽ ngâm sơ qua với nước cho nó mềm ra. Cái món súp á, lúc nãy ông xã Văn Quên cho thêm mấy cái hạt chà là và cho thêm tiêu trắng nữa mọi người. Đó, chà là đỏ và tiêu trắng. Nói chung là đầy đủ hết các gia vị luôn. Ướp cái vịt với lại hạt chao. Trộn cho nó thấm đều vô trong vịt. Giờ bắt chảo lên cho dầu, rồi cho tỏi vào, gừng. Rồi. Tỏi với gừng thơm là mình cho vịt vào. Xào xong vịt đó là mình cho qua cái nồi súp. Rồi mình hầm cho tới khi nào mà thịt vịt nó mềm. Nêm nếm vừa ăn là xong các bạn. Tại vì lúc nãy á, vịt đã có ướp sơ với chao, chao cũng mặn rồi. Cho nên tí nữa mình sẽ test cái nước súp. Mình sẽ thử cái nước súp trước đó. Nếu mà nhạt á, thì mình có thể cho thêm muối. Tại vì chao nó màu đỏ cho nên nồi súp nó cũng có màu hơi đỏ đỏ. Bây giờ xã Văn sẽ làm cái nước sốt. Cái này là giả gừng với lại tỏi. Đây là ớt. Tí nữa mình sẽ cho cái ớt xay vào. Và tí nữa mình sẽ cho chao nữa và cho đường. Đó, để làm cái nước chấm với lại vịt. Với lại thêm một ít cái nước súp. Nước súp lúc nãy mình nấu vịt đó các bạn, mình hầm vịt đó. Mình cho vô thêm một ít nước súp. Bây giờ mình cho cái ớt này vô. Này là ớt xay, ớt tươi xay. Xã Văn chơi luôn nửa hũ ớt. Cái này là làm rồi mình để dành mình ăn từ từ đó mọi người. Cái này mình chấm với lại cơm gà Hải Nam cũng được, cũng rất là ngon. Cuối cùng là mình sẽ cho cái đậu hũ khô mà lúc nãy mình ngâm qua nước đó mọi người. Mình đun thêm khoảng 5 phút nữa là xong. Bên này là cái nước chấm. Mọi người thấy ông xã Văn làm không? Trời ơi, nhìn toàn là ớt không à. Mà cái ớt này nó không có cay mọi người ơi. Trong này là có chao nè, cho nên nó sẽ có cái vị mặn mặn. Raiden, con tô xong chưa? Cho cô chú xem cái hình con tô là hình gì đó. Đây là con cáo Raiden tô đó mọi người. Tô chắc cũng một tiếng đồng hồ mới xong đó. Nhìn hai con mắt, trời ơi. Đó, nó cũng ra hình con cáo. Rất là dễ thương. Rồi, Raiden giỏi. Good job. Rồi, Elena. Elena, hình gì đó con?
cái hình nghệ thuật. Nghệ thuật mà không biết là nghệ thuật gì. Tô chồng chồng lớp lớp hết màu này rồi tới màu khác. Ừ. Rồi xong, bây giờ là tới khâu dọn dẹp nha. Trời ơi, tóc còn kịp mà sao giờ chứ biết mà gì lắm. Bạn ngồi kia đi ạ. Đây, ít ít ít, đây ngồi bồn. Ok. Rồi. Yes. Chín tích kia. Mời cô chú ăn cơm trưa với gia đình. Ăn cơm trưa. Con nói ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa với gia đình con. Hôm nay nhà mình ăn một món cho mọi người, một món mà nấu cả buổi sáng. Cái này là súp bị nấu chao với lại đậu hũ khô. Đây cái này là tráng miệng trái cây là táo xanh đó mọi người. Đây là chén nước sữa chấm. Đây là muối muối ớt để chấm với lại táo xanh. Cái này cay, cái này cũng cay. 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 Mommy so spicy. Cay lắm, cay lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
container, the duck tender. Duck tender. Chicken. Mm. Rồi, thì ở đây chút nữa muốn ăn. Chicken. Cái này là không phải là chicken. Duck. Cái này là duck. Duck là con vịt. Con. Tiếng Việt gọi là con vịt. Ngon lắm. Ngon lắm mọi người ơi. Táo. Thấy cái miếng đậu hũ này bằng chấm với lại cái nước sốt ớt. Quá ngon. Táo xanh. Green apple. Green apple. Ngon quá. Thử miếng thịt gà này. Thank you, Anna, for me soup.
đi. Bây giờ ăn cơm xong á, nhà Vân xách xách đồ ăn qua cho ông bà nội. Elena, con hello. Tóc của Elena nè, kẹp. Nhiều kẹp đẹp quá. Kẹp để giữ tóc lại, tóc Elena tóc con nhiều lắm mọi người. Tóc con ra rất là nhiều, hồi nhỏ thì không có tóc. Rồi đi. Trời sắp mưa rồi. Thôi có xe không? Rồi đi con. Mở ra, mở hai tay. Rồi. Con leo lên. Freedom màu đen, Elena màu đỏ. Cẩn thận nha, này cẩn thận. Rồi lần sau con phải cẩn thận. Ngồi đàng hoàng lại. Con bỏ tay vô đây. Con tự xích beo đi. Tay bên kia. Giỏi. Rồi cái cây. Phải xích beo lại cho nó an toàn. Bên này á, con nít ngồi xe là phải xích beo đó mọi người. Đi Grab hay Uber cũng phải bắt buộc ngồi ghế em bé. Chỉ có đi taxi là không được thôi. Đây là cái khu mà ba mẹ chồng vẫn ở đó mọi người. Lúc trước Vân ở đây 4 năm, ở với ba mẹ chồng 4 năm. Xin Brayden là mới được mua nhà đó mọi người. Cái lúc trước mà Vân chưa xin đứa con á, là không có được mua nhà. Tại vì đăng ký được những cái khu nhà tập thể như thế này á, là không phải dễ. Không phải ai cũng mua được. Tại vì Vân là người nước ngoài. Khu này xây cũng 30 năm rồi. Đi lên con. Lên. Mọi người ơi, Vân kết thúc cái video của Vân tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tại vì giờ bây giờ lên nhà ba mẹ Vân cũng ít có quay, tại vì sợ ba mẹ ngại. Từ từ dần dần quen rồi á thì mình sẽ quay nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của gia đình Vân. Nếu mọi người cảm thấy yêu thích thì mọi người đừng quên bấm đăng ký, like, share, bật chuông để mà đón xem những cái video mới nhất nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.